Pháp thanh sống dạng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đọc qua bài Nan Thơ Cận Tú. Bài này đức thầy hạ bút tại Nhân Nghĩa ngày 29 tháng 5 năm Canh Thìn. Với tác phẩm này sẽ do nam nữ thành kính diễn ngâm. Và xin trân trọng kính mời chư quý vị thính giả và chư quý đồng đạo cùng lắng nghe qua tác phẩm này. Trời thanh lặng chú đưa yêu hắn ngồi thơ phòng thẳng bắc lạnh lùng gắn sát trần còn dân hiền xưa
ngài vui tôi cũng đã lâu bóng cỡ sau đời còn mãi say xưa không tìm thầy đặng hưởng phước thừa ngài lập hỏi tay dung nhành quê trao thân phận rạng danh hiếu đệ thỏ gia thầy nơi chốn mây rồng đừng chia lìa bắt tổ nam tâm chỉ biết dòng lạc hồng thương còn tôi đạo hiểu rồi ngôn tờ gọi nên tuy gọi thấy lắm lên trần tục mây gánh hồn đầy lòng nghi ngút dữ dạ trong đừng đục mới thân bằng tâm mặc cơ bộ sông nâu cuộc thiên lý một bầu điều hàng đơn kỳ thế danh thầy chạm mơ bàn trên đài cao gọi các linh hồn đời phải biết khi kim đọc khi kim nhịp cầu thông cơ đồ dẫn nghiệp mơ thắng nơi ta biết lòng gà nói dân lửa quan có hồ có một ngày sơ nốt hồ nhu hiện qua tâm lòng thành nhát luôn cho biết đức từ bi kiếp bao lần ơn hồn nên hướng nguyện cầu giấc bi thân ban phước huệ cứu nạn
đồng hiểu Phật gian.
nương hồn phong trôi dòng cuồng ca ca cuộc thế ca câu khinh đào ôi nhập tiệc trái qua tràn pháo khói mịt mù dân xác đầy đường cuộc đời nay như ngựa uống cương khó dừng lại gió câu lật bật mặt nước biển lâu nhu lặng người chim đua bay cá lại trăm đầu ngọn thủy triều nó nước sụp sôi bầu trái đất một phen luân chuyển ta là kẻ tu hành thiện xét thấy ở trần luận biển đông nhiều đều chớ đông nào bài việc quy trớ trêu muốn giác tình người mê trời lại mong sanh chúng học đều thông thái rèn tâm lành ba hành đạo thiện gấp gấp sớm khuya lòng thương chúng khuyên rằng đủ thế mà nào khác chờ chưa đổ bán rẻ rời ít kẻ hỏi mua mang lọ theo lối mới chân đua lại bỏ con sẽ xua học thức tìm nơi thuốc nhiễm sơ gân miệng toàn lời bất trước chúa tần muốn chung sống anh tài vô sĩ nhưng mắt phải từ bi lập chi lực cùng thao thao lực vẹn của thần tiên đã sắp sẵn bài nhờ ơn mong giúp thêm chỉ cả miệng nhất môi đầy dân tao nhà hạ bút hành thơ đã thầy xưa định diệp an dân tí trung lương hiếu nghĩa rạng ngàn ông bà cử mẹ khi chạm thịt luận sớ
cho hậu phong, ban cho đời thoát chứ ai lòng. Nay dục phúc câu vương tôn kinh, ngày nào mà Phật tiên tỏa gì ấy thời lai bình thường khắp cả nơi nào chỉ có sự thần trong bốn biển chúng dân là nghiệp theo dõi góp người xưa nah.